khởi tố 3 cựu cán bộ công an bắn nhầm dê. Ngày 7 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức trong vụ bắn nhầm dê của dân. 3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Như đã đưa tin, ngày 26 tháng 6, Nhân, Việt và Tùng đi xe ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Cà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản, quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 cựu công an để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ công an nêu trên.